Cố lên Thư. Cố lên con. Cố đi con, cố lên. Còn Hiệp nhỏ nó yếu quá. Trời ơi, tôi chết. Ráng lên Phong ơi. Trời ơi, ráng lên Quyền Linh. Ráng lên Phong ơi, đi lên. Gạch lết choa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt. Cảm ơn quyền ưu tiên của anh Viên cùng với Vũ Mạnh Cường đã tặng cho ba em nhỏ quyền ưu tiên. Còn bây giờ thì ba em nhỏ sẽ bước vào vòng thử thách cá nhân của mình. Ngay vòng thử thách này, các con phải chứng minh được nỗ lực và cố gắng của mình nha. Không ai có thể giúp mình, chỉ có chính chúng ta mới giúp chúng ta vượt lên số phận thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ tham gia thử thách như sau. Các con sẽ vượt qua chướng ngại vật, mình lấy bưởi về, mình lột thôi là xong. Con kiểm tra đồng hồ chú lên nào. Số mấy? Không đúng không? Tất cả đều không không hết. Bây giờ là Thư nè, Phong nè, Tỷ nè. Các con làm phải thật nhanh. Đội nào làm xong sớm, đội đó sẽ đưa tay lên và chú Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Sau khi kết thúc thử thách, đội nào có số thời gian càng thấp, đội đó có cơ hội có càng nhiều tiền. Thư sẵn sàng chưa? Bây giờ mình tập trung hết sức mình nha các con nha. Đây là cơ hội để mình kiếm tiền nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Chạy lên. Đúng rồi. Lấy bữa về, lột. Càng nhanh càng tốt. Chạy lên con, chạy thôi, bây giờ không có đi nữa. Lột. Đây là cơ hội để các con có thể chứng minh được sự nỗ lực của mình. Mình càng khó khăn, mình càng nỗ lực hơn trong cuộc sống nào. Cố lên nào Tỷ, lột mạnh lên con. Lột đi Thư. Trời ơi sao cứng vậy. Cố lên. Rồi, lột đi. Nhanh lên, nhanh nào. Mỗi người trong chúng ta phải tự nỗ lực để có thể giúp được bản thân mình vượt lên trên số phận. Ba em nhỏ đang chứng minh điều đó. Phong, để dưới bàn. Cố lên nào Thư. Để dưới bàn đi Phong. Mạnh lên, cố gắng lên Thư ơi. Cố lên. Được rồi đó con. Lấy cái vỏ bỏ ra ngoài để bữa vô đây. Lấy vỏ bỏ ra ngoài Phong. Đi nữa Tỷ ơi, giỏi quá Tỷ ơi. Cố lên nào Thư. Bằng nghị lực của mình. Mình đừng có nhìn ai hết, tập trung hết sức mình luôn Thư. Cố lên. Ráng lên Phong ơi. Rồi thôi, đi. Chạy đi. Như vậy là bạn Tỷ đã lột được trái thứ ba rồi. Bạn Phong tiếp trái thứ ba luôn. Còn bạn Thư vẫn còn trái thứ hai. Cố lên Thư. Cố lên con. Cố đi con, cố lên. Rồi chạy đi con. Rồi chạy mau lên. Ráng lên đi Tỷ ơi, Tỷ ráng con. Nhanh lên Thư. Còn Hiệp nhỏ nó yếu quá. Trời ơi tôi chết. Ráng lên Phong ơi. Trời ơi ráng lên Quyền Linh. Ráng lên Phong ơi. Đi lên. Hay lắm Tỷ. Chạy về. Ráng đi con. Cố lên. Thôi chạy đi Thư, chạy đi. Thư nó yếu quá, không có sức để lọt cái bưởi luôn. Ráng lên nào. Rồi xong rồi Tỷ ơi, ráng đi Tỷ ơi. Cố lên. Cố lên Quyền Linh. Cố lên Linh ơi. Tỷ đầu tiên, ráng Phong ơi. Nhanh lên Phong. Lọc đi con. Tỷ xong rồi đúng không? Rồi, bây giờ còn Phong. Lọc đi. Trời ơi. Ráng lên Linh ơi. Ráng lên, cố lên. Rồi, đây là
cái vòng thử thách cố gắng của các con thôi. Nó cũng chưa là vấn đề gì cả, để mọi người thấy các con nỗ lực như thế nào. Quan trọng là thử thách thứ hai các con cùng với lại Vũ Mạnh Cường và Ánh Viên. Cái vòng đó rất là quan trọng. Vòng đó chúng ta sẽ biết được kết quả ai thắng. Thời gian thấp nhất là 4 phút 16 giây thuộc về Ngọc Tỷ. Bạn Thư là 4 phút 45 giây, nó hơn thua nhau chỉ vài giây thôi. Và bạn Phong 4 phút 50 giây. Gạch lát choa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt.